Đó chính là chỉ có một bước một cái dấu chân mà nâng cao thành quan quân bình dân đệ tử mới có tư cách vào nhập. Thẩm Tinh đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, mỗi ngày đại lượng huấn luyện để cho nàng trình thể lực lượng tăng lên rất nhanh. Nàng hiện tại thậm chí thích loại này, tại sao một cái thân đổ mồ hôi, thể xác và tinh thần mệt mỏi thời điểm đó tắm nước nóng, sau đó thay đổi quần áo sạch sẽ đi ra khỏi sân huấn luyện cảm giác. Mỗi khi thời điểm này, nàng đều có một loại đem chính mình hoàn toàn phóng xuất ra cảm giác. Đúng vào lúc này, tích 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 vài tiếng, cổ tay của nàng bên trên hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua hồn đạo dụng cụ thông tin, không khỏi có một chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không tiếp. Tí, cái gì vậy? Lỡ như là muốn khích lệ ta, đường thân mà nói, ngươi liền đừng nói. Nói cái gì vậy? Bên kia truyền đến Thẩm Nguyệt âm thanh, Thanh Tiệu quân đội cao tầng, có đường cấp bậc trung tướng Thẩm Nguyệt ở trong âm thanh rất có vài phần không giận mà uy thế. Cho ngươi đi tương thân làm sao vậy? Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình đều bao nhiêu tuổi rồi không? Hơn nữa ba ba đều từng nói qua rồi, không cần ngươi đi tiến hành chính trị quan hệ thông gia. Hiện tại chúng ta cho ngươi lựa chọn tương thân đối tượng đều là chân chính có năng lực anh tài. Những người chính là không muốn gặp lại đi. Ngươi nói ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi không phải nói trong lòng của ngươi bóng ma cũng đã sớm biến mất sao? Trong lòng bóng ma, một đạo thân ảnh chợp mắt từ trong thẩm tình trong đầu hiện lên trên. Nàng trên miệng lại nói: Tí, ta tấm gương là người, nam nhân có cái gì hữu dụng, ta như trước là phải trở thành tướng quân cô nương, ngươi cho rằng những người kia xứng đôi với ta không? Thẩm Nguyệt có một chút bất đắc dĩ nói, có thể ngươi tổng phải thử một chút, một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ngươi để cho ta như thế nào cùng với ba ba và mẫu thần nói ra đây, ta mặc kệ, ba ba lại cho ngươi một cái, là hải thần quân đoàn trẻ tuổi nhất thượng tá, gia tộc bối cảnh cũng coi như không tệ, vô luận như thế nào ngươi đều muốn đi một chuyến, nếu là lại để cho người ta leo cây, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục tại trong trường ngường quân đoàn lăn lộn, ta sẽ trực tiếp điều ngươi trở về để làm sĩ quan, bảo đảm rằng ngươi một đời đều không nổi tiếng. Thẩm Tinh bất mãn kháng nghị rồi nói: Tí, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi đây là sùng thiên vĩ, ngươi sẽ không sợ quân sự ủy ban tìm ngươi phiền toái sao? Thẩm Nguyệt cười lạnh một tiếng rồi nói: Đừng có nói nhảm, ngươi liền nói cho ta biết ngươi có đi hay không. Thẩm Tinh mân mê miệng, một hồi lâu sau mới bật đặc sĩ nói: được rồi, ta đi là được chứ gì? Nhưng ta chỉ là phải đi thoáng một phát, ta không phải bảo đảm rằng có thể vừa ý đối phương. Thẩm Nguyệt âm thanh lúc này mới trở lên nhu hòa vài phần, an ủi nói: Ngươi đi là được, nói không chừng liền nhìn đối mắt nữa nha. Nếu là ngươi xem cùng bên trên, ai còn có thể miễn cưỡng ngươi hay sao? Lúc nào? Thẩm Tinh hỏi. Đêm nay 7 giờ, Minh Đô Tây Ngoại Ô, Tình Mỹ Nàng, Sinh Thái, Long Thủy Nhà Hàng. Đêm nay, Thẩm Tinh âm điệu ra trước mắt đề cao vài phần. Tỷ, ngươi cái này thông chi đừng cũng quá muộn rồi đó, đối phương không có thành ý, ta hay là không đi rồi. Ngươi đừng có nói nhảm. Muộn đó là sớm thông chí ngươi, còn không biết ngươi lại là già cái gì yêu thân. Ngươi hành chính bản biến xa là rất rõ ràng. Hôm nay huấn luyện sau khi chấm dứt, ngươi liền không có việc gì rồi. Nếu không thì ngươi sẽ cho ta rằng, lại vì cái gì sẽ thời điểm này liên hệ với ngươi. Ngươi cho ta tranh thủ thời gian đấy. Đi rất tốt mà rửa mặt cách ăn mặc thoáng một cái, liền có thể xuất phát, không có cho phép chậm trễ. Có nghe thấy không? Nói xong Thẩm Nguyệt trực tiếp sập máy hồn đạo thông tin. Tí, ngươi... Thẩm Tinh tức giận mà đập mạnh dưới chân, nhưng lại không có biện pháp gì. Ỷ thế hiếp người, nàng cái này là ỷ thế hiếp người mà, thật sự rất xấu rồi đó. Thẩm Tinh có một chút thế khí cấp bại vội nói ra. Thế nhưng mà rất nhanh nàng liền chán nản, bởi vì cha mẹ khẳng định cũng sẽ không đứng ở nàng bên này. Nàng vừa mới huấn luyện xong, trên mặt vốn đã mang theo đỏ ửng, lúc này càng là triệt để đỏ lên trên rồi. Có thể nàng hờn dỗi cũng vô súng, cánh tay cuối cùng là vặn bất quá bắp đuối. Rơi vào trong đường cúng, Thẩm Tinh đành phải trở về chính mình ký túc xá, đổi lại một thân thường phục, cũng không trang điểm cách ăn mặc, chẳng qua là đem tóc dài hơn đơn giản mà trải qua, đã thành bím tóc đuôi ngựa, liền nhẹ nhàng mà sung sướng, mở ra quân doanh, mở ra chính mình xe hướng về Tình Mỹ Làng Sinh Thái chạy tới. Không đến lửa giờ, Thẩm Tinh liền đem xe sử dụng vào trong Tình Mỹ Làng Sinh Thái, cái này rộng lớn bãi đỗ xe bên trong. Ngừng tốt ở sau xe, Thẩm Tinh ngồi tại trên ghế lái, trong lòng có một chút tức giận bất bình. Đợi lát nữa nhất định không thể nào cho cái kia đến tương thần xa hỏa sắc mặt tốt nhìn, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là biết khó mà lui. Hừ,
Đến Long Thủy nhà hàng sau muốn làm sao tìm được người, tì tì cũng không nói cho ta biết ta cái kia phòng hoặc là ai đặt vị trí. Thẩm Tinh nghiêm túc suy nghĩ một chút, chính mình có thể hay không mượn lý do này mà đào thoát, nhưng nàng rất nhanh liền chán nản. Điểm ấy vẫn đề nhỏ, khẳng định không thể nào trở thành cự tuyệt tương thân lý do. Theo tì tì cái kia tính cách, nàng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình đấy. Được rồi, Thẩm Tinh lẩm bẩm Thẩm Nguyệt hồn đạo thông tin, bên kia rất nhanh chuyển đến Thẩm Nguyệt âm thanh. Chuyện gì vậy? Thẩm Tinh, ta có thể nói cho ngươi, phải đi, có nghe hay không, bằng không thì... Được rồi tí, ta đến rồi mà. Thế nhưng mà, ngươi không có nói cho ta biết là ở đó cái căn phòng nào, ta làm sao tìm được người ta? Thẩm Tinh tức giận nói. Nghe Thẩm Tinh vừa nói như vậy, Thẩm Nguyệt âm thanh lập tức trở lên ôn nhu. Ấy là tỷ tỷ sơ sót, ngươi liền báo tên của ta đi, ta là đặt chỗ rồi đó. Ngươi trực tiêm qua là được rồi, thời gian không sai biệt cho lắm, đoán chừng là đối phương cũng đến rồi. Ngươi nhanh đi, lát nữa nhớ rõ hướng ta báo cáo tương thần thành quả. Được rồi, cúp nhá. Thẩm Tinh cúp hồn đạo thông tin sau nhếch miệng, lúc này mới xuống xe, mang theo chính mình tùy thân bọc nhỏ đi vào trong tỉnh Mỹ làng sinh thái. Cái này làng sinh thái diện tích tương đối lớn, Thẩm Tinh trước kia tới qua, cho nên đối với lơ đấy còn như tương đối quen thuộc. Long Thủy nhà hàng hiện tại chính là tỉnh Mỹ làng sinh thái lầu chính tầng thứ nhất, dễ tìm nhất. Lơ đây đồ ăn sùng chân chính minh đồ phòng vị thức ăn làm chủ. Trong nhà ăn có rất nhiều phòng, bởi vì nơi này xem như là quân đội chuyên bộ phục vụ cơ cấu, cho nên thu phí phi thường thấp. Thẩm Nguyệt đặt chỗ sao? Thẩm Tình báo tỉ tỉ lên trên. Tốt rồi thì ngài đi theo ta, phục vụ viên làm cái thinh thủ thế, sau đó liền đi tại phía trước dẫn đường. Nàng mang theo Thẩm Tính một đường đi vào bên trong, đi thẳng đến một cái tên là Hải Thiên Các phòng trước cửa. Phục vụ viên đối với Thẩm Tính nói ra, bằng hữu đã đến rồi. Nói xong nàng bước nhẹ nhàng mà gõ lên trên cửa hai cái, sau đó mới đẩy cửa ra. Thẩm Tính phát hiện không biết vì cái gì, người này phục vụ viên lại đối với chính mình nói ra câu nói kia thời điểm, trên mặt mình lộ ra vài phần vẻ hâm mộ. Thẩm Tinh cố ý trầm mặc xuống, sau đó mới đi vào trong phòng. Phòng cổ kính, ở bên trong có một tường có thể cung cấp ra 4 người cùng cơm ăn, một cái bàn lớn. Bên cạnh còn có nghỉ ngơi, cùng với ghế sofa, câu đối hai bên cánh cửa, hoặc là có thể nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một cái mảnh truyền thuộc về tỉnh Mỹ làng sinh thái tiểu hồ, cảnh sắc khiến cho người ta vui vẻ. Lúc Thẩm Tinh đi vào trong phòng thời điểm đó, nàng liếc mắt một cái thấy đường trước cửa sổ đứng đầy một người. Chỉ có điều lúc này người lọ là đối mặt với ngoài cửa sổ đấy, giống như đang xem phía ngoài cảm giác. Cái này người thân hình cao lớn thon dài, không phải đặc biệt cường tráng chủng loại kia, nhưng mà sáng người cao ngất, thân cao ít nhất là tầm 1m9, một đầu màu đen tóc ngắn 10 phần chỉnh tề. Màu trắng phẳng phiu quân trang mặc ở trên người của hắn 10 phần thủ hộ, lộ ra hắn ở sau lưng dài vai sống. Tay viên eo ống, đem thân hình của hắn phụ trợ được lưng cao thêm hoàn mỹ. Nếu như chẳng qua là từ phía sau nhìn dáng người mà nói, Thẩm Tinh giật mình phát hiện ra, cái này người vậy mà để cho nàng có một loại không thể nào bắt bẻ cảm giác. Mà xuống một khắc này, hấp dẫn nàng chú ý nhiều trước là quân hàm đó. Hắn quân hàm bên trên có một viên chiếu lấp lánh kim tinh hai bên vậy mà không có ngạch ngang. Thiếu tướng quân hàm, hắn là một vị tướng quân. Thì có thể nói qua rằng nàng cho chính mình giới thiệu chính là một vị tướng quân, đây không phải đem mình hướng ở trong hố lửa đấy chứ. Tướng quân giống như là bao nhiêu liên ký, tối thiểu được là có 40 tuổi rồi, tính là hắn dáng người lại tốt, mình cũng không muốn tìm đại thúc. Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh nhịn không được hò khà một tiếng. Nghiêm, quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên. Tổng quân nhiều năm như vậy, Thẩm Tinh cũng sớm đã tạo thành đối mặt với cấp tướng lĩnh lúc trước phản xạ có điều kiện. Chớp mắt liền hoàn thành ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay cũng là khép lại. Cái này một đoạn động tác nghiêm đứng vững rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng không khỏi chán nản. Đúng vào lúc này vị kia tướng quân xoay người lại. Hắn có cái mũi cao, độ dày vừa phải bờ môi, còn có một đôi mắt to sáng ngời. Ánh mắt của hắn nhu hòa, lông mi lớn lên trên nam nữ nhân đều muốn ghen ghét. Lúc này đây, hắn hai đầu lông cũng là mang theo vài phần chế tạo chi sắc, chính là mỉm cười nhìn nàng. Thẩm Tinh nguyên bản muốn thốt ra một cái câu, bệnh thần kinh chớp mắt đã bị ngăn cản ở trong cổ. Nàng trừng lớn mắt nhìn xem phía trước cái người này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
Nhiều năm trước tới nay, gương mặt này nhiều lần xuất hiện ra ở trong nàng, ở trong mộng cảnh. Nàng không biết chính mình bởi vì hắn mà tại lửa đêm bừng tỉnh của bao nhiêu lần. Nàng thật vất vả mới từ trong cái kia ở trong cơn ác mộng dãy dụa ra đến. Lại tuyệt đối không thể nghĩ tới, sẽ tại hôm nay, thời điểm này, lần nữa nhìn thấy người nam nhân này. Cái này đã từng khiến cho nàng vô cùng thống khổ, nhưng lại thủy chung không cách nào quên được nam nhân. Đường Vũ Lân cũng không có hóa trang, bởi vì tình mỹ nàng sinh thái thuộc về quân đội. Bên trong cấm lắp đặt bất luận cái gì hồn đạo máy so xét, chỉ có cửa lớn có quân hàm phân biệt hệ thống mà thôi. Cho nên lúc này đây mặc quần trang của hắn hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Mắt thấy người làm nhân này đi tới trước mặt của mình, Thẩm Tình vô thức mà lùi một bước. Dưới chân lại không hiểu đường thấu mà vượt qua, nàng kinh hô một tiếng, mắt thấy muốn ngã xuống rồi, may mắn Đường Vũ Lân tay mắt lành lẽ, một phát ôm eo của nàng lúc này mới tránh khỏi bị kịch phát sinh. Lần này khoảng cách gần tiếp xúc, để cho nàng tin tưởng ngửi thấy trên người của hắn nhẹ nhàng khoan khoái mùi, không biết vì cái gì. Giờ khắc này đây, Thẩm Tình chỉ cảm thấy toàn thân của mình nóng lên, tới gần hắn giống như tới gần một cái cực lớn lò luyện giống như vậy. Một loại khó có thể hình dung cảm giác chuyển khắp toàn thân, đại não là chúng sống, nàng hiện tại tìm xem một cái hố muốn chui vào thôi. Nhìn xem Thẩm Tình đầy nghiệm đỏ bừng ngốc trẻ bộ dáng, Đường Vũ Lân có một chút không hiểu thấu. Hắn có thể tìm ở bên trên Thẩm Tình, tự nhiên là trải qua nghiêm mật điều tra cùng với thủ đoán, hắn suy nghĩ rất nhiều loại Thẩm Tình nhìn thấu chính mình sau đó có thể xuất hiện ra phản ứng, trong đó thét lên là hắn cảm thấy khó khả năng nhất. Bởi như vậy, lúc hắn xoay người lại thời điểm,